Hello, xin chào các bạn Trưa nay các bạn đã được thưởng thức nước đi được xếp vào hàng top 4 trong số những nước đi hay nhất mọi thời đại Còn nước đi đứng top 3 chính là nước thí hậu tuyệt vời của huyền thoại Frank James Marshall. Tương truyền là sau so pha thí hậu tuyệt vời này thì khán giả chứng kiến đã vỗ tay rầm rầm và ném hết cả tiền bạc lên khán đài để cổ vũ Do đó sau này ván cờ được đặt tên là The Go Coin Game Ván cờ này thì mình đã giới thiệu với các bạn từ lâu rồi Cho nên là bạn nào chưa xem có thể google search The Go Coin Game là sẽ ra nhá hoặc đơn giản là nhấn vào đường link ở góc trên bên phải màn hình. Hôm nay mời các bạn đến với nước đi đứng top 2. Đó là ván cờ diễn ra năm 1994 giữa hai kỳ thủ Mier cầm quân trắng và Muller cầm quân đen. Có lẽ hai kỳ thủ này cũng không được nổi tiếng cho lắm cho nên mình không tìm được biên bản của ván cờ cũng như thông tin về hai kỳ thủ này. Nhưng với hai cái họ là Mier và Muller thì chúng ta có thể suy đoán khả năng cao hai ông này là người Đức ở thế cờ này chúng ta nhận thấy trắng đang có thế công khá mạnh nhưng mà chưa thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của đen để dứt điểm ngay được. Trắng cần phải có một nước đi châm ngòi cho một sự bùng nổ. Nếu là các bạn thì các bạn sẽ đánh như thế nào? Mình cho các bạn 10 giây để suy nghĩ nhá. Ok, hết 10 giây rồi. Nước đi mà kỳ thủ Mia sử dụng ở đây là phi hậu và C7, thí hậu. Và máy tính đánh giá đây là một nước đi không chính xác. Đúng vậy, trắng thí hậu vào ô C7 và có thể bị một trong ba quân của đen tiêu diệt. Nhưng mà máy tính đã không tính toán ra được nước đi ảo diệu này và nó xếp vào thể loại nước đi không chính xác. Ở đây, nếu xe đen C8 ăn hậu trắng, thì xe trắng E8 chiếu buộc hậu đen ăn xe trắng Và cuối cùng xe trắng ăn hậu đen Chiếu hết Nếu hậu đen ăn xe trắng thì cũng tương tự Xe trắng E8 chiếu buộc xe đen ăn xe trắng Và cuối cùng xe trắng ăn xe đen Chiếu hết à, Ở đây máy tính nó gợi ý nước tốt nhất cho đen Không phải là ăn hậu trắng Mà là nhảy mạ E5 để cắt đứt mối liên kết song xe Nhưng mà khi đó hậu trắng ăn hậu đen Xe đen ăn hậu trắng, tượng trắng ăn tượng đen, xe đen ăn tượng trắng. Trắng đẩy tốt F4 và đen chắc chắn mất mã. Bởi vì nếu mà chạy mã thì song xe lại được liên kết, trắng lại lao xe xuống E8 chiếu hết. Do đó, đen chắc chắn mất mã và với lợi thế hơn một quân nhẹ thì trắng cũng dễ dàng giành được chiến thắng. Trở lại ván cờ thực tế, đen lấy xe D7 ăn hậu trắng. Trắng vẫn phi xe xuống E8 Chiếu Sau nước đi này thì đen biết là cô cố gắng Cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi Nên đành chịu thua Nếu tiếp tục thì đen chỉ có nước duy nhất là lấy hậu ăn xe trắng Xe trắng ăn hậu đen Xe đen ăn xe trắng Tượng trắng D5 chiếu Xe đen E6 cản chiếu Và cuối cùng thì tượng trắng ăn xe đen chiếu hết Nước thí hậu phải nói là siêu phẩm mà đến máy tính cũng không nghĩ ra được quả xứng đáng là đứng top 2 trong số những nước đi hay nhất mọi thời đại. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.